Xin chào các bạn, sau đây tôi xin giới thiệu đến các bạn cách nhập số dư tài khoản công nợ. Chúng ta vào phân hệ công nợ, chọn biểu tượng công nợ đầu kỳ. Ví dụ chúng ta nhập vào phải thu khách hàng, chúng ta chọn phải thu khách hàng, nhập số hiệu tài khoản phải thu khách hàng, chọn mã khách hàng và nhập số dư vào bên nợ. Sau đó bấm Enter. Đối với khách hàng chúng theo dõi bằng ngoại tệ, chúng ta chọn khách hàng và chọn loại ngoại tệ, ví dụ ta chọn USD. Sau đó bấm ghi và nhập số dư. Đối với tài khoản phải trả khách hàng, chúng ta chọn phải trả khách hàng, nhập tài khoản phải trả khách hàng và chọn đối tượng. Ví dụ như khách hàng không có trong danh sách, chúng ta sẽ thêm vào danh sách bằng cách bấm nút thêm. Ở đây tôi chọn công ty Khang Nam và nhập số dư vào bên có. Sau đó bấm Enter. Trường hợp doanh nghiệp có hợp đồng vay mượn tại ngân hàng, chúng ta chọn hợp đồng vay mượn. Nếu là hợp đồng ngân hàng, chúng ta chọn tài khoản 311, chọn số hiệu hợp đồng và nhập số tiền. Nếu là hợp đồng dài hạn, chúng ta chọn tài khoản 341, chọn hợp đồng và nhập số tiền. Sau đó chúng ta bấm trở về.